Hôm nay đi làm với hai ống cơm lam nha các bạn. Rồi mình chào các bạn các mình. Bờ. Đó, hai anh em mình sẽ gà ăn với cơm lam nha các bạn. Rồi các bạn đợi mình chút xíu nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình làm con gà các bạn. Không có nấu cơm các bạn. Chạy quá. Không có mua được cái gì hết trơn. Con gà. Đây. Mình đây. Cùng ăn đi. Cơm lam nha các bạn. Đây. Ống cơm lam nè các bạn. Đây cơm mình nè. Cơm ăn. Cơm mình lấy cùng mình ăn nha. Mời các bạn có thịt chạy các bạn. Mời bạn có thịt chạy. Wow. Hả? Hả? Ăn cơm đi. Nó già già đúng không? Mà bạn miếng các bạn ơi. Ăn cơm cho mình. Miếng gà các bạn. Quá thả rồi. Đây. Mấy bạn miếng cơm nha các bạn. Không đi mình đó. Bảo đảm rồi. Mời bạn mới chạy các bạn. Mời bạn mới đi làm. Mời bạn mới cơm các bạn. Cơm nữa. Hai thằng hai anh em là có hai người là các bạn chỉ cần là hai cây cơm lam này với một cô già là ngon rồi nha các bạn.
có bốn cái bao chiên nữa các bạn. Còn nha. Dạ yeah, đây. Ngồi xuống lên chị đốc cháy. Quá đã các bạn ơi. Bạn muốn thanh em à. Bạn mua hai ống cơm lam. Một con gà. Giờ là coi như no. Thêm một ly nước mía luôn nha các bạn. Đó. Là no say luôn. Chào các bạn đi. Chào các bạn nha các bạn.